Vâng, em chỉ xin phép là làm video nhanh tại vì bác chốt hàng ở cuối ngày quá. Thì bây giờ nó cũng khoảng chắc 5 rưỡi rồi. Viettel cũng đã lên lấy hàng thì em tranh thủ làm video nhỏ nhỏ để bác xem video sản phẩm của bác. Bác vừa chuyển tiền xong thì em tranh thủ làm luôn nha. Thì điện 100V hay là cái cầu loa có ba, đây ba cái nút. Cái nút này là cái mưu tin chúng ta không có ấn vào là các tiếng mất. Chúng ta ấn ba cái nút này nha, cho sáng lên. Cái này là nút ba lăng, còn đây là cái chuyển kênh. Đấy. Đấy, chuyển kênh này. Con này là không có dùng. Cái này nút mà để thu âm, ở bên Nhật người ta chơi nút red selector này hoặc là bass jack. Giải jack thì chúng ta để ở 4 ký này, nhắn 4 ký này, bass thì để 200 Hz này. Này. Và lăng nha. Là dòng 707 được cát. Bên em đang bán giá là hàng 13 triệu 500 ngàn, hàng thiếu mỗi thùng xốp thôi nha các bác. Các tiếng về không. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào có nhu cầu về những sản phẩm bên em thì liên hệ trên qua hai số điện thoại này nha. Em giao hàng tận nơi cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.